chuyến hành trình phần 2 bắt đầu và những chuyện chưa kể. Cười lừa của em đâu rồi? Cái lừa của em đâu rồi? Em thiên lý. Đấy, là em văn công hiệp mới đúng lắm. Em có lỡ giật chồng ta mà lỡ nhà tới thủ em luôn. Đây là cái bà mà giật chồng trong cái TikTok này các bạn. Cái bà mà lỡ giật chồng ta đó. Ờ, mà bà cố thủ trong toilet mà không chịu ra. Đâu ta 10.000, 20.000 đâu. Thiếu rồi tay không à. Bị đánh ghen, lừa giật chồng. Lỡ thôi nha mọi người. Lỡ giật quyền không? Đây quyền luôn. Hello. Và cuối cùng đã, cả đám đã tới lại nơi cách đây mà năm trước đã tới núi Đá Chồng. Đó, đó, tới đây đá thằng chồng nè. Nhớ nhà này hồi lúc trước năm ngoái quay không? Yeah. Trời ơi, đừng ho. Đó, đó, đây là cái nhà. Ủa, đợt này nó có về, nó có khang trang hơn hay là nó xịn sò gì hơn không nè? Nghèo nói... hơn. Gì? Nghèo hơn. Nghèo hơn hả? À? Trời đất ơi. Ok. Anh lấy cái này đi, cái này. Trời đất ơi. Sinh nhật là đám cưới đâu. Nhà hả? Đây mọi người ơi. Trời, cái gì em không nội này. Ai, ai cầm điện thoại uống ly nè. Dạ chào cô, trời ơi hôm nay tập thể dục nhìn hả tướng Camion đi à, ngon lành nha. Ok à chú, đây là những một những cái người bạn thân thiết của Leona được cô ấy mời về đây để ra mắt chú rể tương lai của gia đình. Mọi người có thể đoán được là ai là cái người quan trọng nhất trong trong video này. Yeah, này, đúng rồi. Đó. Ok, mọi thứ có vẻ là càng ngày càng đẹp đẽ hơn vì cái lần trước mình tới thì cái con đường này như chưa có không ta? Ở dưới đây là có xe hồ bơi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó cái chỗ này nè. Chỗ này xe hồ bơi á. Đúng rồi đó. Có hồ bơi nè. Ở đằng sau là chuồng ngựa nè. Vô nhà. Vô nhà đi. Ông Quy Phi làm gì anh Quy Phi? Anh đai rồi. Anh hùng chiến sĩ đang chuẩn bị làm đẹp để đi ra ngoài biển đây mọi người. Đây là Mami. Đây là Liêu hay là Bo hát hò. Bạn đang nghe bạn kêu là hớ nè nè. Đây ai? Mấy bé là ai? Đây là gấu. Gấu. Đây là Cammy nè. Cười con. Cười con. Cười con. Nói ngửi vậy. Chào chú Jason xin đi. Năm ngoái anh cũng có quay nó mà. Lúc cuối video em ẩm nó. Ờ đúng rồi. Lúc ra ngoài giờ bự quá trời. Trời chơi hả? Mình ở đây đẹp quá ha. Chết chắc đi vô ăn lộn rồi đó. Phải không? Bây giờ mở ra coi sai bao nhiêu. Coi sai bao nhiêu là biết à. Giỡn mẹ ơi. Thì ra là Lucy giỡn các bạn ơi. Trời ơi. Thôi giờ mọi người à, cái vô vui nè. Nguyên. Rồi. Chào buổi sáng. Sáng cô đạp xe đạp đi hay sao cô? Con đi tập thể dục hả? Uống cà phê hết mẹ, cà phê rồi đưa cho tôi. Đó, đưa ly mới. Chơi liên mơ cũ. Lâu lắm. Sao giờ nào? Lâu lắm em. Em ngồi đây là bảo đảm là phải ngồi đợi cho đến 15-20 phút sau rồi rất là lâu mới sẽ được. Sắp xếp lịch trình 5 giờ về tới mình đi gia vị nhớ Bình Minh. Bây giờ Bình Minh lên luôn rồi. Mình lên luôn rồi. Lên tới hơi cao rồi đấy. Mà giờ cũng vẫn chưa ra biển được. Giờ là sắp nước mắt
Mày nhậu đi, mày đồ nhậu đi. Trời ơi, trời ơi, má cha bá bự. Đó. Vậy là được ăn thôi, đã quá. Mình còn nắng bự cho bá luôn. Em hả, em 10 nắng đi ăn em thôi, chứ một nắng em dài lắm. Em. Dạ. Đây là quà đây. Vậy là ngày hôm nay là chúng ta sẽ được thả bào đồ ăn nhà của Diona nha. Mấy con vật bự lắm, đúng cho 8 người ăn rồi. Đúng vô. Đó là hai chữ á. Có mồi nhậu, có mồi nhậu. Nó chứ giờ mình nào mình đi biển, giờ mình đi chợ. Ủa giờ ai biết không? Đúng rồi. Đúng rồi mọi người. Đúng rồi ơi. Ê chết ta chuyển nãy giờ cũng rồi 12 giờ chưa? Mấy cái pha hả? Ừ có đi thì chế còn chế để đó đi. Cô pha 10 ly cho con mình cũng được. Rồi ok, lấy cô. Đi. Nè, nè Lucy đứng cái chỗ bãi đá gồng đi cho đẹp nè. À. Thì bỏ nó đi mua. Quá đẹp, chụp tấm đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi đẹp quá nè ơi. Cầm cái lược nó đẹp nữa. À. Cây đó cây chuối á em, chứ không phải cây me đâu. Các bạn nhớ tên, các bạn nhớ nhớ comment dưới. Bên đây là nó chạy vô nha. Chạy vô. Đó, đây là buổi sáng đó. Chưa đâu. Rồi bài biết bài hát nào liên quan tới biển không? Biển xanh tăng tăng tăng. Ủa cái đó là lộn lộn lầu mà ba cũng có tình lộn mọi chết. Tôi tiên thiệt thì tôi văn công hiệp. Không, giật chồng anh kia. Ủa đứa nào mà nó biết nói tin thiệt của tôi vậy trời. Nói chuyện to lên. Con của em, nói chung em đẻ ra từ vùng ở quê, em vô Sài Gòn lập nghiệp. À tháng gửi về 5 triệu quá. Chồng là ai mọi người đáng thử nha. Ủa tôi là ai đây là sao? Đúng rồi. Bây giờ em sẽ gửi tặng cho mọi người một cái khúc được mang tên. Về đâu khi cha dám bất thần quanh đời còn. Về đâu khi cha dám khép kín, khép kín, khép kín. Về đâu khi mà con chọc đầu, chọc đầu đổi tóc. Hey, hey. Với con đuôi đời nên thân sắc con rà rời. Ê, ê, ê. Ngày xưa đuôi đời xe nó cán nè, xe nó cán nè mọi người. Qua đây. Chính là mình bây không đầu. Hậu chương. Cái đồng hồ quá đặc sản nè. Nóng quá mọi người ơi. Cái gì? Hồi trước đợt trước về đây thì Jason cũng hưởng cái nắng chói chang như thế này mà bây giờ là chói thêm lần thứ hai nữa. Tốt đẹp không? Đây nàng sớm. À. Đây là. Mình đi Đà Lạt chưa đi mọi người? Ăn xong rồi tụi mình sẽ xuống biển và sẽ quay cái khác cho mọi người xem nha. Hôm nay sẽ quay rất là vui luôn á. Chứ hồi sẽ quay TikTok nha mọi người. Và đây là kết quả sau khi ra biển quay TikTok nè mọi người.
chưa? Năm sau lấy chồng nha. Thôi bây giờ luôn đi. Tốt lành gì đâu mọi người, chà cái chỗ đây có chỗ ngồi nhậu mọi người. Are you fucking kidding me? Ok, giờ quay qua một phát bữa tiệc chúng tôi nha. Đó, đây là nguyên một vàng bia được ướp với lại ở trong một cái hố được đào sẵn rất là nhìn là hình chắc là. Giờ là chuẩn bị xếp đoạn đội hình đi nha, rồi chúng mình vào bạc đi nha. Vậy đi, cộng đồng mạng. Bạn cũng BD luôn á. À, bạn bạn ơi, tôi danh má. Má đây nha bạn nha. Ở trong ba đi hôn môi. Rồi cảm ơn mọi người hôm nay đến dự tiệc lễ gia đình ha. Years later. Đây là sau khi mà ăn nhậu xong thì cái bãi chiến trường mình sẽ lắp lại nha các bạn. Mọi người ơi, đây là Song Dương và Nam và tất cả mọi người đang chuẩn bị đi biển đây. Đi biển mà mọi người cứ như là đi diễn vậy. Đây, đây là Nam đã bị tóc dơ. Ủa là nhìn cái đầu sầu riêng quá vậy. Nam đã bị xí bên này nữa nè. Trời ơi, ai cũng mất chút lòng lộn quá xá luôn. Mấy cúp dữ vậy. Tại nãy là tính làm nền rồi xương xương nữa đó, nhưng mà tại đi tắm biển cái gì thôi. Sư phụ có trang để mấy cúp vô. Trong như thế nào là mặc màu lô. Ừ giống rồi, em mặc màu lô. Jason cũng mặc màu lô. Không có làm gì hết trơn. Nó mặc hết. Không có làm gì hết trơn. Lucy nè. Mặc nè. Lâu làm gì đâu. Và chuyến hành trình ra đảo bắt đầu. Thì hiện tại là chúng tôi đang trên cây cầu gỗ chuẩn bị chuyến hành trình tiếp theo, đó là đi qua. Ok mọi người, bây giờ mình cũng đi vô trong luôn. Ok, đi xuống thuyền thôi. Ok, mình cũng đi xuống thuyền thôi. Cầm máy đi mấy máy. Dạ, đây đi. Ok. Mọi người ơi, bây giờ thì trời rất là khuya, mọi người thấy được là cái cảnh hôm nay nha, nhóm mình cũng muốn chuyện nỗi sợ nó đến mức nào nha các bạn. Hết người chưa? Rồi hết rồi đó. Mọi người ăn tại chỗ ngồi đi nào. Ủa còn cái bạn của đèn sao vậy bạn? Thấy có vẻ im im lặng sợ hãi vậy? Hiện tại thì đèn không nói được. Hiện tại thì nhóm đèn rất là đói bụng và rất là sợ. Đang nói chung là đang rất là hồi hộp, không biết là khi mà ra tới đảo thì cái cảm giác đầu tiên của chúng mình là cái gì. Thì bây giờ nếu mà mọi người biết muốn biết như thế nào thì mời mọi người đi theo chân Nam và Nha Sơn và nhóm Nam thì để xem hết cái video ngày hôm nay nha. Ok, let's go. Nam đi thì Nam sợ nữa mà. Ủa, thấy chưa?
Nè, sao nó quay trời. Đúng rồi, xuống lắm luôn. Nó quay. Em có thiệt là em tên phim Mỹ luôn. Em có lỡ là em đi cano. Em đi cano nó sốc quá. Đi cano mà sốc quá thì em ngồi ngơ ngơ luôn. Lên đây, lên đây. Luna lên trước đi. Em trước đi. Hiện tại thì tụi mình đã tới đảo rồi nha mọi người ơi. Okay. Bây giờ thì đi xuống. Đấy là cái đi mình thấy là mình sẽ bị ướt rồi. Ướt chưa? Không. Ủa, ướt rồi. Nguyên, 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 Nguyên. Chụp chụp con gấu cho em ơi. Đứng lại nha. Đợi giờ đợi việc rồi. Sệt hay quá cho sệt. Mình đã chạy qua. Luôn sệt hay rồi. Quá vậy. Rồi rồi còn bạn này nữa nè. Đi ra. Anh cái điện thoại con bắt cầm không? Ê ê ê. Sao 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 bình thường bình thường. Cố tình đó, cố tình đó, cố tình đó. Điện thoại của mày vậy? Của em. Điện thoại để chống được quá. Để chống. Em miếng không luôn á. Ok, bây giờ là mình di chuyển lên trong. Đây đây là cái lều. Lều. Bà nội. Lều mà tụi mình đã đặt rồi. Wow. Wow, ngon nha các bạn. Nè nè. Hôm nay là sinh nhật của mình. Ok. Mình không được ăn uống trên biển mà dựng lều mà vui chơi hát này nọ. Thì các bạn hôm nay là ngày hôm nay là mình sẽ review và mình sẽ cho các bạn biết. Sau này các bạn có thể dẫn bạn bè tên của bạn lên đi lên review chơi trên đảo này nha. Đây là ông chủ mà của dựng ra những cái lều trại và ăn uống ngày hôm nay nha các bạn. Anh Hồng nha các bạn. Anh Hồng 0948746710. Ok các bạn, nếu mà có ra Ninh Thuận thì các bạn nếu mà muốn đặt Vĩnh Hy á thì các bạn muốn đặt lều trại và ăn uống trên hòn đảo thì các bạn liên hệ cho anh Hồng nha. Cái số điện thoại thì anh mới là vừa đọc. Ok mọi người ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị mình chill thôi. Cái cô áo vàng là cô là Hiên Lý đó. Đáng lẽ hồi nãy cô ấy đi xuống thuyền cô cầm cái lược nữa nhưng mà rất tiếc là rớt mẹ cái lược lúc mà xuống nhảy xuống lô rồi các bạn. À ngon không? Ôi trời 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 đất. Buổi tối của chúng tôi là đây, mình sẽ quay một vòng bàn đồ ăn cho các bạn xem nha. Bánh tráng cá luộc. Bấm bánh tráng, nước mắm ăn hết bầy luôn, mực và ốc nữa chưa lên. Thôi giờ chúng mình quay tiếp đi. Hiện tại là đây là mình đang ngồi ở ngoài biển nha các bạn, chứ không phải ngồi ở nhà ăn party nha các bạn. Yên tâm em quay Vĩnh Anh. Đây. Wow. Mọi người im lặng nha. Mọi người im lặng nha bà nội ơi. Trời ơi bà nội ơi. Thích. Tại vì trong thích cái sóng biển. Bây giờ là mình ăn gỏi cuốn nha bạn. Ngon. Chúc mừng sư phụ nha. Nhưng mà không biết đứa ba đứa là ai. Ok vậy, không biết ba đứa bé là ai hết. Nam đá bi phải không? Tên kia. Ngươi là người dây ga tội lỗi này. Bây giờ mình đã đốt lửa chạy đó nha mọi người. Đó, lửa lên, đẹp không? Bùng 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 bùng. Ê, mày đốt cái bông đi.
sao đẹp. Để con anh về nó lấy cái đồ quay. Oh yeah. Lên đây nha các bạn. Mãi bên nhau bạn nha. Sau đây là buổi sáng của các bạn. Cảm giác các bạn ngày buổi sáng ngày hôm nay như thế nào ạ? Ta đã được về với đất liền rồi mọi người ơi. Cảm giác thật là được ăn những món mình thích. Wow, dạ. Còn Nguyên, Nguyên ơi. Nhưng mà là sữa chua thì chứ dâu. Ôi đảm quá. Lucy. Cảm giác là sữa chua vô mất xin chứ dâu. Thì con riêng Jason thì mọi thứ rất là tuyệt vời từ lúc mà bước lên ăn ké và làm bạc ti trên đơn phủ là không nổi thôi. Màn đêm buông xuống là thì nó hơi nóng tí, nhưng mà chắc là do mùa hè. Thì bây giờ mình quay quan cảnh xung quanh đây. Đây là chú nữ chủ tịch đi chơi một đêm và cái kết. Nghe chưa? Cái không. Cái không đúng rồi. Các bạn ơi quay nam kìa. Ủa nam làm cho gì vậy trời? Nếu nam có về, anh sẽ mang hết những suy tư, mang hết hành trang. Alo bạn, thì bây giờ là trở về đất liền rồi. Ôi, bây giờ là chuẩn bị qua cái cầu gỗ và chuẩn bị đi lên Đức. Team gang của mình đem về Sài Gòn nha mọi người. Team về Sài Gòn. Ok. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người xem video là vui vẻ. Và nhớ để lại một like, một comment, một subscribe cho kênh của Jason nhé. Xem video đừng vui vẻ. Trời ơi.